Xin chào cô chú và anh chị và các bạn đã đến với kênh Mơ Lang Thang. Thật sự hôm nay em giới thiệu về cái trái đó là măng cụt Bảo Lộc. Đó, nhìn như này măng cụt Bảo Lộc rất là ngon nhé cô chú và anh chị và các bạn. Thì có rất nhiều anh chị chỉ và cô chú các bạn là muốn hỏi em là cái măng cụt Bảo Lộc như thế nào á, chất lượng ngon ra sao. Thì cô chú và anh chị và các bạn hãy coi hết clip nhé để biết xem em sẽ bổ trái măng cụt ra coi nó chất lượng và măng cụt Bảo Lộc như nào nhé. Thì măng cụt Bảo Lộc này có giá hiện tại ở trên em là hiện tại đây là cuối mùa rồi, giá tại vào vườn hái không là đã tầm 47 48 ngàn đồng ký rồi đó. Thì em bán ra chỉ là 52 ngàn đồng ký thôi à. Đó là cái 52 ngàn đồng ký, đó là chẳng hạn như là cái công hái này, rồi công đóng thùng xốp một thứ này. Đây là cô chú anh chị là hiểu cho em vấn đề là măng cụt Bảo Lộc ngon như thế nào nhé. Còn nếu mà như giá mà giá giữa mùa thì nó rẻ lắm, chỉ cần 35 ngàn, 35 với 30 ngàn một ký thôi. Đây là hàng nhất nhé. Còn hàng bi thì rẻ lắm, hàng bi với hàng nhì thì có 20 25 ngàn một ký thôi. Hàng bi thì còn rẻ nữa, hàng bi thì có mười mấy ngàn một ký thôi ạ. Vì thế hôm nay em quay là cho anh chị sĩ thấy cái măng cụt này em vẫn đi hàng ngày nhé. Đó, em hái được bao nhiêu thì em đi hàng ngày được bấy nhiêu, thì sĩ này thì em cung cấp dưới dưới Sài Gòn cũng không đủ nhỉ. Đó. Thì em cũng chưa cân bao nhiêu trái một ký nữa. Để clip sau em sẽ cân bao nhiêu trái một ký nhé. Trái to này thì tầm khoảng 7 trái, 6 7 trái một ký thôi. Còn nếu mà hàng hai thì trái nhỏ thì tầm mười mấy 12 3 ngàn trái một ký. Thì đây là để chứng minh xem là cái măng cụt nó chất lượng như thế nào á. Thì cô chú và anh chị hãy xem là em bổ cái măng cụt như thế nào, không sâu nhá. Sâu là em bỏ ra nhá, bị chảy nhựa là em bỏ nhá, nhá chảy mủ nhá. Đó, hàng chất lượng đen trong trong nhá. Đây giờ cô chú anh chị coi nha, bây giờ em sẽ bổ cái trái măng cụt ra như thế nào này, xem là cái chất lượng măng cụt Bảo Lộc thế nào nhé. Anh chị nào chưa lấy măng cụt Bảo Lộc thì chắc chưa biết được. Để bằng cách ủng hộ kênh cho Bơ Lang Thang ấy, một like một đăng ký nhé cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều về vấn đề là đã ủng hộ kênh Bơ Lang Thang và theo dõi trong thời gian qua. Đó, em đã bổ ra thấy cô chú anh chị không, trắng măng cụt mà càng trắng như thế này là không có sâu nhá, không mủ chảy mủ, không đắng nhá, không bị nấm bệnh bên trong nhá. Nhiều anh chị bảo là bị thối thì em nói luôn, bên em hái rất là xanh, như vừa nãy clip đầu tiên em hái là xanh. Khi mà vận chuyển xuống tất cả các tỉnh như Sài Gòn là tỉnh lân cận á, thì nó sẽ chuyển màu đỏ mà màu hường như này nha. Thì vì hái xanh á, thì khi mà đóng thùng xuống á, là mất một ngày là nó sẽ hường nó nóng rồi. Còn nếu mà hái chín như này, hoàn toàn chín quá như này á, thì gửi xuống đi xa 2 3 ngày là sẽ bị nứt ra hoặc là bị hư nha, nên em không có như vậy nha. Đó nên em chứng minh là đó thấy không? Rất là ngon, trắng, cơm rất là ngọt nha. Đó của anh chị sĩ và cô chú các bạn á, thì muốn lấy những cái măng cụt này về bán á, thì hãy liên hệ với số điện thoại ở dưới phần mô tả giúp em là 0765 215 898 và số cả số Zalo nữa nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip về măng cụt ạ. Thôi em cũng dừng cái clip và về măng cụt Bảo Lộc như nào nha. Thì hẹn cô chú và anh chị và các bạn trong clip tiếp tới về măng cụt này. Khi nào hết mùa thì em sẽ báo hết mùa nhé. Là cũng gần hết mùa rồi, cuối mùa đây. Những trái măng cụt rất là xanh như này thì xuống nó sẽ là màu hường chín nha. Nên cô chú anh chị vào cái cách vận chuyển bên em rất là yên tâm, không phải lo lắng nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh, một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Bye bye, chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và buôn bán mua may bán đắt ạ. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn clip tiếp sau.